Và ngay sau đây cũng xin được mời quý vị sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài hương sắc Việt đến từ nhà thiết kế Đức Vinci. Xin mời. Đức VC. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ non xanh nước biếc và nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Như quê hương ta đang đổi thay từng ngày, nhưng luôn lưu giữ hồn Việt, nét Việt. Những chiếc áo trong bộ sưu tập vừa gần gũi, thân quen, vừa vô cùng hiện đại. Với hương sắc Việt, nhà thiết kế muốn truyền tải một nguồn cảm hứng bất tận với các giá trị văn hóa của dân tộc, của cội nguồn sự sống của nước Việt ngày nay. Điều chúng tôi cũng muốn được chia sẻ về nhà thiết kế Đức Vinci khi anh đã được mọi người gọi vào một cái tên cũng rất đặc biệt, đó chính là nhà thiết kế nhân đạo. Bởi vì trong khuôn khổ của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình được diễn ra vào năm 2017 tại Phú Quốc, thì anh đã rất kịp thời để hỗ trợ trang phục cho Hoa hậu Mexico. Ở bên cạnh đó còn có Hoa hậu Nga và Hoa hậu Haiti. Chúng tôi xin lỗi là anh đã hỗ trợ trang phục cho Hoa hậu Haiti. Ở bên cạnh đó thì Hoa hậu Nga và Hoa hậu Mexico cũng đã diện trang phục dạ hội của nhà thiết kế Đức VC trong đêm chung kết của cuộc thi diễn ra vào năm 2017. Và kết thúc cuộc thi thì ban tổ chức Hoa hậu Mexico cũng có mời nhà thiết kế Đức VC trở thành một giám khảo trong cuộc thi. Và anh đã trở thành nhà thiết kế đầu tiên trở thành giám khảo quốc tế ở các quốc gia châu Mỹ Latin.
Và từ đó danh tiếng của nhà thiết kế này đã vươn xa tầm quốc tế. Và ngay trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì cũng xin được mời anh, một nhà thiết kế trẻ tài năng, có thể chia sẻ nhiều hơn về những khả năng hội nhập của tạo dài quốc tế và cũng như là khả năng của các nhà thiết kế trẻ Việt Nam. Xin được mời anh. Lời đầu tiên, Đức Vinci xin được gửi lời chào đến các đồng chí, các lãnh đạo, các sở ban ngành, nữ lãnh sự cũng như là phu nhân lãnh sự, các đại sứ và quý đại biểu. Đức Vinci rất lấy làm vinh dự khi ngày hôm nay có cơ hội được tham gia tại tọa đàm Nét đẹp áo dài Việt Nam hội nhập quốc tế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thời trang, tuổi nghề còn khá, còn non trẻ, nhưng Đức Vinci cũng đã có cơ hội được đưa thời trang Việt Nam đến với quốc tế thông qua các cái chương trình thời trang như là Việt Nam International Fashion Week, cũng như là có cơ hội được tham gia vào cuộc thi Miss Mexico năm 2017, thiết kế trang phục cho các thí sinh cũng như làm giám khảo tại cuộc thi đó. Qua những cái cơ hội đó, Đức Vinci thấy rằng các bạn bè quốc tế rất là đón nhận và ủng hộ thời trang Việt Nam. Qua đó, Đức Vinci cũng ấp ủ cái suy nghĩ, thao thức làm sao để đưa chiếc áo dài Việt Nam, bản sắc và văn hóa của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Vì thế, Đức Vinci cũng đã thực hiện rất nhiều bộ sưu tập áo dài từ chất liệu tơ tằm cũng như là thổ cẩm, như là các bộ sưu tập hồn Việt và bộ sưu tập hương sắc Việt mà quý vị vừa theo dõi. Để mà mang được cái thời trang Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thì Đức Vinci cũng rất là mong muốn được sự ủng hộ từ quý ban ngành, các lãnh đạo, các cơ quan về văn hóa cũng như là các công ty lữ hành, các nữ phu nhân và đại sứ lãnh sự có thể tạo những cái cơ hội cho các nhà thiết kế trẻ như chúng tôi có thể được tham gia và đóng góp những cái công sức và cái thời trang của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Rất mong được sự ủng hộ từ quý ban ngành và các nữ lãnh sự và đại sứ. Một lần nữa, Đức Vinci xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà thiết kế Đức Vinci và cảm ơn anh đã mang tạo dài Việt đến với những sân khấu, những sàn diễn và những sự kiện quốc tế.